Đấy, có vẻ là vẫn ngọt ngào mà vẫn nhẹ nhàng như ngày nào luôn mà. Châu, anh hỏi thật em nha, từ những ngày đầu tiên debut cũng 5 rưỡi hơn rồi ha, sau cái chàng trai sơ mi hồng là coi như là dịch trải qua thì mình cũng không làm được gì hết cả, rồi sau đó thì tới ngày hôm nay mới comeback gặp lại tất cả những người thương quý em nhiều nhất, thế thì em cảm xúc như thế nào? Ngày mỗi người đúng không? Thế fan của Hoàng Duy hôm nay sao ạ? Ok, mỗi người khác nhau. Vâng, và người tiếp theo cũng là một trong số những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ hot nhất hiện nay. Một tràng pháo tay cho Hứa Kim Tuyền. Wow, tuyệt vời. Hôm nay là Tuyền ở bên trong, quý vị là mặc đồ khác. Tới là mặc đồ khác nha. Hôm nay xuất hiện lên sân khấu lại có một bộ trang phục hoàn toàn khác, chứ không biết là có lý do gì không em? Cái cần xét hôm nay là cái gì? Thì cái bài này nó rất là kiểu dân gian á, xong rồi em nghĩ là em mặc như thế này sẽ hợp cần xét, cuối cùng em lạc cần xét. Đó. Thì có mình em với bé Duyên là giống nhau rồi. Thì bây giờ em qua đây với Duyên, đó, đứng cạnh nhau. Tuyệt vời, vô nha. Hôm nay là có rất là nhiều điều tâm sự với mọi người đó. Tại vì mình xuống tin là với những cái dự án này của Hoàng Duyên thì mọi người cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi. Và đôi khi nó có những cái rào cản về thử thách, về mặt thời gian nè, về mặt dịch giả nè. Thì chúng ta cũng sẽ có nhiều những cái tâm sự hơn. Ok, bây giờ mình từng người ha, từng thành viên nha. Cho mình xuống hỏi việc nữ trước đi. Dạ. Tại vì có cái đoạn đó luôn. Thú vị nhất á, có nghĩa là thật ra ban đầu
như cái dự định của mọi người là mọi người sẽ không hẳn là sẽ quay hết ở Huế, mà sẽ dự định là mỗi MV sẽ quay ở một nơi khác nhau, sẽ là miền Bắc, miền Trung rồi tiếp miền Nam. Nhưng mà tới cái lúc mà khi mà ra Huế thì cái mà mình đúng kiểu là cái trong cái khó mình cảm thấy là có một cái gì đó nó hay á, chính là cái Lăng Tự Đức. Nghĩa là khi mình tới Lăng Tự Đức thì mình hình dung được rằng là tất cả mọi thứ mà mình suy nghĩ cho kịch bản của Vọng Nguyệt thì nó lại nằm ở đó. Nên đó lý do tại sao cả hai MV đều quay ở Huế. Coi như là mình được bù đắp đúng không? Một năm rưỡi trôi qua mình được bù đắp về cái location mà mình không cần phải suy nghĩ đắt đo nhiều nữa. Dạ, xin được cảm ơn anh chị Trần rất là nhiều. Chắc ngồi kế bên tôi bây giờ mắt nói lắm rồi nè, hứa chim tiền. Thế thì em có muốn nhận xét gì về cô gái này hay không? Cá nhân thôi. Dạ, thật ra để nói về Duyên thì có rất là nhiều thứ để nói. Thật ra khen Duyên cũng có và những cái mà khuyết điểm của Duyên cũng có. Em cũng rất là hay kiểu nói chuyện với Duyên xong rồi bảo Duyên là phải thay đổi cái này một chút, cái kia một chút. Nhưng mà thật ra thì sau một năm rưỡi khi mà nhìn lại thì em thấy Duyên đã có một cái sự trưởng thành lên rất là nhiều. Thứ nhất là về cái cách làm việc của Duyên, về cái tư duy làm việc của Duyên. Ví dụ như hồi trước đây thì là kiểu em nói là làm gì Duyên sẽ làm theo cái đó. Nhưng mà bây giờ thì Duyên có những cái kiểu Duyên sẽ đặt câu hỏi cho em là tại sao cái này nó phải như vậy vậy anh? Chủ động hơn. Đúng rồi, tại sao cái kia nó phải như thế? Xong rồi ngay cả cái việc là viết thêm đoạn rap cho cái bài Em Sẽ Báo Công An cùng với Duyên viết. Thì Duyên cũng muốn là anh ơi nếu mà chỉ có đoạn rap không thì em thấy nó sẽ hơi bị trống trải. Tức là nó sẽ thiếu cái sự kết nối giữa ca sĩ và rapper. Thì có cách nào để mà có thể đối đáp với nhau được không? Thì em mới tạo một cái không gian cho Duyên và Duyên Kiếp làm việc với nhau. Đó là Duyên đã chủ động trong công việc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là sau bẵng đi một năm rưỡi khi mà nhìn lại thì em thấy Duyên đã có một cái sự trưởng thành rất là lớn trong những cái công việc mà bạn ấy làm. Tức là em sau khi mà làm sau ba cái này cho Duyên cùng với Sài Gòn Đau Lòng Quá thì sau đó thì em cũng có những cái hướng đi riêng của em và Duyên cũng có những cái hướng đi của Duyên. Thì ví dụ như là em thấy Duyên tự viết, tự sáng tác ra bài Mê này, hay là Duyên kết hợp với lại Callum Scott đúng không? Callum Scott trong cái bài trong bài Heaven. Hay là kể cả là cái track của Duyên kết hợp với lại bạn Obito trong Mương Hồng và Trịnh trong cái bài Mương Hồng. Thì em thấy là cái sự thay đổi, sự trưởng thành của Duyên tiến bộ hơn xưa là nhiều và nó rất là đáng nhận. Thế thì còn âm nhạc ở trong hai cái sản phẩm lần này thì sao? Tại vì lúc xuống tin là cái khoảng cách á, thì nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều những cái trend, những cái sound mới. Thế thì bây giờ là ra mắt cái sản phẩm trong năm nay. Thế thì cái sản phẩm mà mình đã làm từ năm 2021 thì tới bây giờ thì không biết là mọi người đã có chỉnh sửa những cái gì đó hiện đại hơn. Tại vì là Tuyền sẽ là giám đốc nhạc cho cái dự án lần này được không? Sáng nay em còn mới gửi master mới tức là cứ bẵng đi cái sản phẩm này. Thật ra tụi em đã bắt đầu thực hiện từ 2 năm về trước rồi. Thì cứ mỗi năm hay là mỗi thời kỳ trôi qua thì em nghe là em lại muốn sửa, em lại mắc sửa. Em bị bệnh mắc sửa đó. Hay thậm chí luôn là có một cái này kể riêng cho mọi người nghe thôi là hồi sáng em nói với anh Jin á, anh trong cái bài này anh xài đèn tranh chứ không phải đèn bầu. Xong rồi trong MV nguyên cái đèn bầu ra em thấy nó vô lý. Xong rồi là em phải sửa lại cái đèn ở trong cái sao ở trong cái bài đó thành đèn bầu luôn để cho nó hợp với lại cái đường hình của anh Duyên. Đấy, đây là lỗi ai ạ? À? Em cũng biết lỗi ai. Lỗi của trời đất, lỗi của Covid. Thì riêng hai cái bài hát này là hai cái bài hát mà em nghĩ nó rất là thú vị. Nó thú vị ở chỗ là nó không phải là em. Nó không giống em, không phải là em nữa, nó không giống em. Mọi người có thể nghe chàng trai sơ mi hồng rồi thì mọi người cũng đã cảm thấy ở một cái gì đó của Kim Tuyền rất là thuộc về dân tộc, thuộc về dân gian, nhưng mà hai cái bài này nó còn đậm nét cái đó hơn nữa. Để mà có thể tạo ra được một cái signature cho cái hành vi. Thì thật ra trong hai bài này thì trong cả ba bài luôn thì em có hay nói là hai bài này là hai bài thích hơn bài chàng trai sơ mi hồng nữa. Tại vì em cảm thấy nó có nhiều không gian để cho em tung hoành hơn cùng với Hoàng Duyên. Thì em thì sẽ không nói nhiều để cho mọi người cảm nhận và hy vọng là mọi người sẽ thích hai bài này và đặc biệt là sẽ thích bài số 3. ok và một tràng pháo tay cho sự chia sẻ của các thành viên trong này. Thôi đó coi lên đã đi không đấy gì Nguyễn Thiệt Thanh đi không anh đi không lên đâu nghe đi không anh là người đi không trong điện thoại bây giờ mình đi không cái gì nhảy anh không biết nhảy mà đó mọi người yên tâm cứ lên là có quà không lên là có quà thôi anh không nè em lên
Xíp béo lên. Xíp béo lên. Khánh Nguyễn là em, Khánh Nguyễn. Khánh Nguyễn chào mời. Nữ nhà báo Khánh Nguyễn. 10 người. Đức Anh lên luôn. Không, bây giờ em biến hình là cái chuyện là content của riêng em hôm nay. Thách đố em. Jason lên không? Lên luôn. Chị Diệu Minh. Mời chị Diệu Minh. Nói chung là chúng ta phải có cái sự giao thoa giữa các anh chị không biết bao nhiêu nữa. Anh Diệu Hồng, lên. Lên. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nè. Chị Diệu Minh. Thao chị đi hả? Hai người đó. Chị béo. Chị béo. Chị nữ hai người đó. Không chơi. Em lên trước. Nhưng mà người nhà này chắc là được học rồi. Đúng rồi. Em rồi, em của chị xong rồi. Thì không có gì đâu. Ủa? Học tài thi phẩm thôi. Ok, được chưa? Rồi, xin mời 10 thành viên ở trên đây. Mình lùi xuống đây, mình quay ngược lên sân khấu để coi Hằng Duyên. Đó, lùi xuống đây, quay ngược lên. Rồi. Bây giờ mọi người muốn là mình có mấy lần tập ạ? À? 2 lần tập nhé. Chỉ 2 lần thôi. 1 lần. Đừng có đi vô sâu quá, mình coi được rồi. Đó, tùm tùm coi. Rồi. Cái đoạn này ngắn ngắn nữa không em ha? Ngắn ngắn thôi đúng không? Rồi, ok. Rất là dễ quý vị, chỉ cần coi kỹ nha. Âm nhạc. Miro. Miro hả? Thôi tự đi. Trái phải thì tự lật ngược lại đi nha. Ôi thôi, không được. Không ai thấy luôn hả? Âm nhạc, lên. Cái nỗi lo cho anh Việt Hùng của tôi càng tăng. Thật sự ra thì sẽ thi em học nó dễ. Còn anh thì đó, em bắt cứ rồi Covid, hậu Covid rồi sao mà. Anh công an là tay phải nè. Muốn quạt nè. Số 1. Bầm thịt nè. Trái tim nè. Yêu mình em. Em thôi. Bơ. Chim bồ câu ba nè. Đúng rồi. Đó. Múa nữa nè. Bơ. Hay quá trời ơi. Dễ. Rồi. Bây giờ mọi người tự tin chưa nhá? Bây giờ mình sẽ mở nhạc chậm trước. Mình sẽ mở nhạc chậm trước. Mọi người mạnh mẽ cố gắng lên nha. Rồi. Bây giờ lượt 1 nhạc chậm không có thi, lượt 2 nhạc nhanh mới thi. Được chưa? Rồi. Xin mời mọi người âm nhạc chậm rãi. 3, 2, 1. Lên. Trời ơi, dễ. Anh Diệp Hùng số 1. Rồi, ok. Bây giờ, nó Diệp Hùng chứ đâu là nó. Một mình chơi thôi. Xin mời Duyên, bây giờ là Duyên xuống đây luôn. Rồi, ổn. Mọi người lưu ý là khán giả, tất cả quý vị sẽ là ban giám khảo ngày hôm nay nha. Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, music. Trời ơi!
đây, Duyên, qua đây với anh. Qua đây với anh. Cái kia Momo 30 đúng không? Em Momo 100 nghìn nè. Yeah. Không, thì bây giờ làm lại nè. Nikki sao ạ? Em ơi. Đây, đưa nó tụt. Bao nhiêu? 30 đúng không? 100 rồi, 100 rồi. Một con mèo cho người ơi. Không cần, không cần mèo. Bao nhiêu con mà thôi. Đủ cho không? Rồi, Jason sao ạ? Cho người nhỏ nha, không ai được mèo chứ không này nha. Chê nha. Rồi, bạn mèo sao ạ? Cuối cùng bạn Sang thì sao ạ? Dễ thương. Thôi, theo như cái sự ủng hộ của Nam Vương Hậu. Tại vì có hai người ở đây. Nam Vương Hậu, Nam Vương Hậu ở đây. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ nhảy là một lần để xem ai là quán vương, ai là áo vương, được chưa? Nhảy solo chứ, nhảy solo. Trời ơi, tôi phải tạo áp lực cho anh tôi chứ. Lấy 100 thôi mà nhảy. Âm nhạc lên. Đúng rồi, các bạn kéo luôn à. Ok, nói đùa như vậy thôi chứ ngày hôm nay thì ai lên đây chơi thì cũng có theo sự chỉ đạo của anh Việt Hùng. Chị Việt nó đi luộc à? Dạ, thế một người nữa thôi là chúng ta. Trời ơi, em hứa luôn. 10 người, đúng không? Không, Duyên mình không có tính. Duyên là cái người nhảy để mở bài cho mọi người tập theo thôi. Cô giáo Duyên. Ờ, cô giáo Duyên. Của Minh Khâu lên đi em. Em nghĩ là thêm một nhà báo lên đi cho em này. Chị béo ơi lên đi. Hơi xíu chị béo. Dạ, xin mời bạn Hảo kênh 14 không? Ờ, đó. Nam Dương Thanh Lịch. Nam Dương Thanh Lịch.